đây nè. Con đây nè. Ghê không? Giờ bẩn nè, đó cái thứ giờ bẩn nè. Nè, cô lại như vậy là vi phạm hợp đồng nha. Con ở đây trước giờ văn minh lịch sự, đóng tiền đúng hạn. Cô đơn phương chấm dứt hợp đồng trước là cô đền cọc gốc đời con đó. Ê, mày làm sai hợp đồng rồi bây giờ mày nói tao nè hả? Mày ngang ngược quá vậy. Đọc kỹ lại hợp đồng đi con. Ở nhà tao không chứa chấp có loại gái như mày. Cô nói làm gái? Tao nói mày, lẽ tao nói tao. Nè, cô nói con làm gái là vu khống con đó. Con kỳ cô để tù đó nha. Trời ơi, tao sợ quá. Được rồi, tao không vu khống hết trơn. Tao nói có sách là bách có chứng nè. Cho mọi người thấy luôn nè. Giơ tay tao. Cô làm cái gì vậy? Tao đi kiếm cái cây. Đây, nè, mọi người coi nè. Nè, đây nè. Nè. Trời ơi trời. Đây nè, gái lương thiện đàng hoàng mà ăn mặc dâm đảng như vậy nè. Được không? Ủa, bình thường mà có gì đâu trời. Vậy mà bình thường cái gì là bình thường? Bình thường chứ mà bình thường. Ê, ai đời mà mặc mà lòi ra nguyên cái chỗ lông gà như vậy hả? Gọi là bình thường hả? À, thì ra là cô đã già rồi, không mặc được những quần áo đẹp như tụi con nên cô ghen tức hả mày? Nè, con nói cho cô nghe, có gì đâu mà cho dù người dâm đảng á có mặc quần xì size 3XL đi chăng nữa vẫn là người dâm đảng. Còn người ngoan hiền như tụi con nè, cho dù có mặc cái quần này hay là cái quần này đi chăng nữa vẫn là người ngoan hiền mà. Đúng, đúng rồi, quá hay gì mà đúng. Nè các cô gái, quần áo không làm nên tính cách của các bạn đâu, vì vậy các bạn hãy tự tin khoe cá tính của mình, vì các bạn là duy nhất mà. Đúng rồi, đúng hay mày đúng biết nha. Mày biết ra khỏi vỉa hè để cho tỏ sáng đi, còn mấy người nữa giải tán đi, nhiều chuyện quá à. Biết thì biết, đi mày. Cô chắc qua đây thì chưa nè, con cho cô cầm luôn đó.